Xin kể đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Từ bỏ Nga, Bulgaria bắt tay với Mỹ về năng lượng hạt nhân. Phi công Ukraine bắt đầu huấn luyện trên tiêm kích F-16 tại Mỹ. Nga đang cố che giấu hậu quả về vụ nổ ở căn cứ không quân ở Crimea. Cảnh tượng mãn nhãn, chiến đấu cơ SU-27 của Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở độ cao cực thấp Nga âm thầm di dời căn cứ hải quân ở biển đen khỏi Crimea. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Xin kính chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh News. Từ bỏ Nga, Bulgaria bắt tay với Mỹ về năng lượng hạt nhân. Thưa quý vị, ngày thứ tư, 25 tháng 10, Bulgaria đã phê duyệt việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên với Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào năng lượng từ Nga trước khi cuộc chiến sự Ukraine diễn ra. Theo thông cáo báo chí của chính phủ, chúng áp dụng công nghệ AP-1000 được phát triển bởi tập đoàn Westinghouse của Mỹ. Tổng công suất của khai lò phản ứng là 2.300 MW sẽ được xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Kolostri phía Bắc, Thủ tướng Nikolai Denkov cho biết. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2033, lò thứ hai sau 2 hoặc 3 năm. Nhà máy hiện có hai tổ máy của Nga, số 5 và 6, thuộc công nghệ Fever với công suất 1.000 MW mỗi tổ máy. Chúng có giấy phép đến năm 2027 và 2029, có thể gia hạn và cung cấp hơn 1 phần 3 sản lượng điện hàng năm của đất nước. Bốn là phản ứng lâu đời nhất tại nhà máy điện hạt nhân Kolostri đã bị đóng cửa trước khi Bulgaria gia nhập EU vào năm 2007. Và thứ tư, chính phủ đã cấp một khoản vay 500 triệu lira từ tương đương khoảng hơn 260 triệu đô la để bắt đầu dự án. đó là phản ứng mới nhằm thay thế các nhà máy nhiệt điện than sẽ đóng cửa vào năm 2038, theo cam kết của chính phủ dưới áp lực từ Brussels để thoái vốn khỏi ngành công nghiệp gây ô nhiễm này dự án nhà máy điện hạt nhân khác trên sông nước tại Balani về phía tây Kalashri đã bị bỏ dở vào năm 2021 vì lý do chi phí và lợi nhuận, mặc dù chúng đã được Nga giao hàng trước đó. Trước cuộc chiến sự tại Ukraine, Bulgaria phụ thuộc hoàn toàn vào Moscow về năng lượng. Vì thế, trong những tháng gần đây, quốc gia này quyết định đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa tài nguyên. Với mục tiêu này, vào giữa tháng 10, Sofia sẽ áp đặt một loại thế đặc biệt đối với khí đốt Nga đi qua lãnh thổ của nước này trên đường đi đến Hungary và Serbia, gây khó chịu cho hai quốc gia này. Phi công Ukraine bắt đầu huấn luyện trên tiêm kích F-16 tại Mỹ Một nhóm nhỏ phi công Ukraine bắt đầu bài tập bay trên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất tại căn cứ không quân ở Arizona, Hoa Kỳ, Thông tin liên quan đã được Không quân Hoa Kỳ xác nhận vào thứ Tư, ngày 25 tháng 10. Tạp chí Lực lượng Không quân và Vũ trụ đưa tin, cuộc huấn luyện diễn ra tại căn cứ của đơn vị 162 của Lực lượng Phòng không Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo đáp ứng mọi tiêu chuẩn cơ bản và dự kiến kéo dài vài tháng. Phía Mỹ không nêu cụ thể số lượng phi công Ukraine bắt đầu huấn luyện. Dự kiến, trong khuôn khổ cuộc diễn tập tại căn cứ ở Arizona, Trước tiên, các phi công Ukraine sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về vận hành các máy bay chiến đấu F-16 trên thiết bị mô phỏng, sau đó tiến thẳng đến việc lái máy bay thật. Khoa học có thể được đẩy nhanh do nhu cầu quân nhân trở về Ukraine để tham gia chiến sự. Vào ngày 12 tháng 10, Hà Lan đã báo cáo rằng việc thành lập một trung tâm đào tạo ở Romania để đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 đang tiến triển tốt. Amsterdam dự định chuyển 12 đến 18 máy bay chiến đấu đến căn cứ này trong vài tuần. Ngược lại, Đan Mạch tuyên bố họ có kế hoạch gửi lô máy bay F-16 đầu tiên tới Ukraine vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trước đó, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng quá trình đào tạo phi công Ukraine trên F-16 đã đạt được động lực đáng kể. Nga đang cố che giấu hậu quả về vụ nổ ở căn cứ không quân tại Crimea. Sau tiếng nổ mà người dân Crimea nghe thấy ở khu vực sân bay Trivadeskoy vào tối thứ Ba, ngày 24 tháng 10, một đám cháy đã bùng phát ở đó. Tuy nhiên, Nga đang che giấu điều này. Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin có tham khảo kênh Telegram Crimean Queen. Đặc biệt, NASA đã công bố những hình ảnh vệ tinh mới về bản đồ lửa, cho thấy một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân Zhevadeskoye. Điều này có lẽ đã xảy ra sau vụ nổ. Tuy nhiên, chính quyền chiếm đóng của Nga đang che giấu thông tin này. Trước đó, vào tối thứ Ba, ngày 24 tháng 10, các kênh Telegram địa phương đưa tin rằng người ta đã nghe thấy ông Thanh của vụ nổ ở Crimea thuộc khu vực Sevastopol. Sau đó, tín hiệu không kích được thông báo ở đó. Theo người dân địa phương, ông Thanh rất lớn và cửa sổ ở một số ngôi nhà bị thổi bay. Tối ngày 24 tháng 10, người dân Crimea đưa tin trên mạng về việc nghe thấy tiếng nổ mạnh ở Sevastopol. Họ nói về ít nhất hai vụ nổ. Vụ thứ hai được nghe thấy ngay cả ở Pachisarai, cách đó 30 km. Một cảnh báo về cuộc không kích cũng đã được công bố ở Sevastopol. Sau đó, thống đốc địa phương do Nga bổ nhiệm Travoshayev giải thích về tiếng vỗ tay bằng cách thực hiện các hoạt động thường ngày ở vùng nước thuộc khu vực Karakoba, bao gồm cả việc sử dụng bệ phóng tên lửa. Ông tuyên bố rằng lực lượng tác chiến điện tử được cho là đã hạ cánh một máy bay không người lái phát nổ trên mặt đất trên một cánh đồng. Cảnh tượng mãn nhãn, chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở cao độ cực thấp. Đoạn phim mới xuất hiện được cho là cho thấy một máy bay chiến đấu của Ukraine bắn vào mục tiêu của Nga ở độ cao thấp khi cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời Ukraine vẫn tiếp tục bất chấp ưu thế về số lượng máy bay của Nga. Một đoạn video được đăng lên kênh karimat Telegram ngày thứ Ba và được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thứ dường như là một máy bay chiến đấu Sokai SU-27 mà Ukraine bay thấp trên một khu vực không xác định, bắn một tên lửa về phía mục tiêu trước khi lao đi. Không rõ máy bay đã đánh chặn thứ gì, nhưng kênh karimat cho biết họ đã bắn một tên lửa không đôi không vào mục tiêu trên không của đối phương. Newsquid không thể xác minh độc lập đoạn phim và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine qua email để yêu cầu bình luận. Cuộc chiến trên không ở Ukraine vẫn còn khốc liệt sau hơn 18 tháng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Việc Masquerfa không thể thiết lập ưu thế trên không trong phần mở đầu của cuộc chiến là một trong những thất bại quân sự đáng chú ý nhất của nước này. Tên lửa hành trình và máy bay công người lái của Nga vẫn thường xuyên bay ngang qua bầu trời Ukraine trên đường tới các mục tiêu trên toàn quốc nhưng máy bay Nga hiện hiếm khi mạo hiểm đi quá xa vào lãnh thổ Kiev. Mối nguy hiểm chỉ gia tăng trong suốt cuộc chiến với sự xuất hiện của các hệ thống phòng không phương Tây, trong đó có một số khẩu đội tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Trang web tình báo nguồn mở Oris đã xác nhận 85 máy bay của Nga bị phá hủy kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, cùng 8 chiếc khác bị hư hỏng trong số những chiếc bị mất và hư hỏng, có 30 máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25, 11 máy bay đa chức năng Su-30 SM và 21 máy bay tấn công Su-34. Oryx liệt kê, 102 máy bay trực thăng Nga bị phá hủy, 28 chiếc khác bị hư hại và hai chiếc bị bắt. Một phần đáng kể trong số đó là nạn nhân của việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-140 do Mỹ sản xuất còn được gọi là HM tấn công các sân bay ở Luhansk và Berdyansk bị chiếm đóng. Tổng số thiệt hại của Nga của Ukraine đã lên tới con số cao hơn nhiều, với 320 máy bay quân sự và 324 máy bay trực thăng được cho là đã bị lực lượng Kiev phá hủy. Nga âm thầm di dời căn cứ hải quân ở Biển Đen khỏi Crimea. Quân nga đang tấn công dữ dội quân Adilka ở phía đông Ukraine, khiến hầu hết sự chú ý của các nhà bình luận một lần nữa lại tập trung vào chiến trường trên bộ này. Nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra ở Biển Đen, theo Conversation. Vào ngày 24 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra tuyên bố rằng hạm đội của nga không còn khả năng hoạt động ở phía tây Biển Đen và đang dần chạy trốn khỏi Crimea. Và đây là một thành tựu lịch sử. Theo Conversation, sau các cuộc tấn công của Ukraine vào xưởng đóng tàu Sevastopol vào ngày 13 tháng 9 và vào trụ sở hạm đội Biển Đen vào ngày 22 tháng 9, có thông tin cho rằng Nga đang tái triển khai các tài sản hải quan quan trọng ra khỏi căn cứ chính của họ. Hạm đội này được cho là có ý định đặt căn cứ tại hai cảng an toàn hơn, Novorossiysk và Fyodorovsk ở hai bên eo biển Kerch nối phía đông Crimea với đất liền Nga. Thậm chí còn có báo cáo về kế hoạch xây dựng các cơ sở hải quân của Nga ở vùng Abkhazia, khai thuộc Russia. Cho dù đây là tái triển khai một phần hay phần lớn, và dù việc tái triển khai dài hạn hay ngắn hạn, điều này phản ánh một thực tế chiến lược mới ở Biển Đen. Ngay cả khi không có lực lượng hải quân hoạt động, Ukraine vẫn có thể đe dọa và tấn công các tàu Nga ở những nơi xa như Sevastopol và xa hơn nữa Kiev đã phát triển khả năng đáng tin cậy để tấn công các lực lượng hải quân Nga ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái trên biển. Đây là một vấn đề lớn đối với Moskva. Chiến hạm thường là tài sản quân sự đắt tiền nhất trong kho vũ khí của một quốc gia. Các tàu hải quân phức tạp có thể mất nhiều thập kỷ để mua sắm và đưa vào hoạt động. Ví dụ, ở Anh, chu kỳ mua sắm chiến hạm thường được xem xét trong khoảng thời gian 30 năm. Nga có số lượng chiến hạm rất hạn chế ở Biển Đen và không thể tăng cường cho hạm đội Biển Đen của mình bằng các chiến hạm từ hạm đội Baltic hoặc phương Bắc. Do đó, bảo vệ tài sản còn lại của mình là mục tiêu quan trọng đối với Nga, vì hạm đội Biển Đen không thể chịu đựng mất mát thêm nữa. Điều đó có thể giải thích việc Nga đang cố triển khai lại. Nếu được xác nhận, đây có thể coi là một thắng lợi lớn của Ukraine, cả ở cấp độ hoạt động lẫn cấp độ biểu tượng. Tính đến thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, Nga có ít năng lượng sản xuất mới và sửa chữa các tàu hải quân và tàu ngầm bị hư hỏng ở Biển Đen. Bến cảng Sevastopol hiện chưa hoạt động hết công suất và cảng Novorossiysk ở phía đông của Biển Đen không có năng lực này, đặc biệt là đối với tàu ngầm. Với các chiến hạm cần được bảo trì thường xuyên và số lượng không xác định cần sửa chữa do các cuộc tấn công gần đây, chúng ta có thể mong đợi lượng tàu tồn động sẽ tăng lên điều này có thể có ý nghĩa nếu có thêm nhiều chiến hạm của nga bị thiệt hại trong thời gian ngắn và trung hạn do đó hạm đội biển đen sẽ phải hết sức thận trọng với số tài sản còn lại của mình điều này có thể dẫn đến việc giảm số lượng triển khai hoạt động trong tương lai gần của lực lượng này tuy nhiên càng ít tàu nga hoạt động gần ukraine thì kiev càng có nhiều cơ hội để tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào crimea và hạm đội biển đen góp phần tạo nên một chuỗi chiến thắng và cơ hội tích cực và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.